Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Hiện tại là hôm nay em ghé lại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa nè. Địa chỉ chúng ta đó là 510 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, Thâm Sầu Riêng. Trời ơi, cái này cũng bằng đồ thôi không? Này bằng đồ ba lỗ đồ. Trời Sài Gòn thì mưa tối ngày. Còn đi bằng đồ ba lỗ. Giờ đáng không anh? Cái này giá sầu riêng sao Thanh ơi? 130, 140. Còn cơm sầu là 370. Ồ. Cơm sầu ngon không? Cơm vàng. Cái này là ship cho khách hả Thanh? Dạ, đi ship cho khách quận 7. À, khách đi quận 7. Một ký hả Thanh? Một ký hả Thanh? Một ký. Đi đâu ký nhiều lắm. Chưa đủ. Một ký sầu đi quận 7. Ồ, sầu nhỏ nhỏ mà cơm đã ghê luôn á. Cơm vàng tới nóc. Cơm vàng sánh mịn. Ui. Cô chú anh chị và các bạn nhìn không? Bung hai cái đó anh chụp tấm hình đi Thanh. Bung hai đứng đứng cái này chụp tấm hình đi. Ờ, đúng rồi, cho nó lạ lạ xíu đi. À. Rồi, ok. Đó, địa chỉ là cô chú anh chị và các bạn. Số điện thoại đặt hàng của Thanh đó, gọi điện online, ship online, ship tận giường luôn. Hút chân không. Này Thanh khoe cơ bắp bắp chuối. Anh nào thích thì comment nha. Đó, hút chân không. Dấn thêm cái tên nữa.
một bí giống vậy ta. Là ngăn mèo đó hả? Mèo nó nhảy luôn đi. Mấy miếng cũng được hết. À, hơi ngược quá rồi. Đó không con rác nó rơi vào bếp hết. Kêu mua 350 ngàn á. 350 ngàn. Đây thanh mặt áo ba lỗ lộ nếu lộ ra đường cầm. Rồi, có dữ dằn luôn. Lộ đường cầm gì? Nó xương. Đường cầm đầu riêng nhiều lắm cô chú anh chị và các bạn ơi. 510 Cách Mạng tháng 8, phường 11, quận 3. Có trời quá đất sầu riêng. Cơm dây chú. Dạ. Thi quần qua. Thanh á hả? Thi quần. Sơn bắt đầu bật bạn lên đó. Đây có chuột to to giống như bây giờ đó. Hôm trước thì ai nói giống ai ta giống ai. Giống gì tức khỉ. Khỉ thì gắn muối rồi. Thì đó. Ừ. Khỉ thì gắn muối rồi, mình sẽ so sánh với người đang còn cãi rồi. Không, cái clip của anh nào. Anh Mi Ba á. Yeah. Vì ba anh đăng lên anh cũng có giống. Vì ba TV hả? Vì ba TV. Cô Nam chào cô chú anh chị, cô Nam đây, xin chào. Cô Nam xin chào. Phật phơ, phật phơ. Đi lên đi con, đi lên chơi, lên nằm đi con.
nhỏ đó rồi. Cô Nan đâu? Dạ bỏ dưới hả? Ủa sao kêu? Dạ mẹ con người ta là di cư mà đâu có lại đâu. Dạ hả? Trời ơi. Thanh nó chắc nguyên xe sầu riêng phía sau đó nè. Xe Thành ơi. Thì chú đi chậm. Sầu riêng lên quá trời quá đất luôn á. Sầu riêng ri 6 miền Tây. Ba vỏ, bốn vỏ chứ. Nhiều quá, ở trong nhiều quá. Bốn năm vỏ đó anh. Mấy cà xé nữa, hai cà xé nữa, ba, hai, à? Hai ba cái nữa chứ. Đơn sầu riêng đi. Chơi sen không, đúng không? Hộp quẹt nè. Bốn vỏ cà xé. Trái sách vô thôi. Ủa cái đó chú mua ở đâu? Shopee hả? Không, mua
riêng nhiều quá trời quá đất luôn. Vô sầu riêng kìa, sầu riêng là chị. Vô luôn chị. Đang đây, vô đây. Gửi gửi quà yêu thương à, 20 tháng 10. Mua 2 tặng 1 à, mua 2 tặng 2. Không còn mấy trái nữa, kết thúc luôn. Ồ, còn nhiều hả? Dạ, sầu thanh về sầu riêng rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị và các bạn ghé thưởng thức nha. À, chắc đóng sầu riêng luôn á. Địa chỉ của chúng ta này. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Bye bye. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha cô chú anh chị và các bạn.